Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đại Dương Tí Hon của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một chút về cái con tôm này, nó có cái gì đặc biệt. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về cái loài tôm này nha. Thì nó là live brine shrimp, còn có tên gọi khác là fairy shrimp đó, mình nhớ là như vậy. Thì mấy cái con này á, nó khi mà mình mới mua cá về á, hoặc là bạn có một con cá nào mới trong hồ thì nếu được thì mình nên cho nó ăn những con này. Tại vì những con này nó là thực phẩm sống, thì khi mà nó bơi trong nước á, cá nó sẽ vẫn có cái đặc tính của nó, nó có cái bản năng của nó thì nó sẽ ăn. Và khi mà nó đang ăn những con này á, bạn sẽ thả thêm thức ăn lá và thức ăn hạt vào đó. Thì khi con cá nó ăn mấy cái con này, nó vô tình nó ăn những cái hạt thức ăn theo á, thì bắt đầu mình sẽ tập cho nó ăn những cái thức ăn hạt là như vậy đó. Mình giống như giả thức ăn hạt vậy đó, nó ăn cái này, nó ăn mấy con tôm sống này xong rồi nó vô tình ăn thức ăn hạt theo, thì nó sẽ hiểu được là à, cái mấy cái hạt đấy cũng là thức ăn, thì nó sẽ biết. Còn nếu không thì cũng không sao, mình cứ từ từ cho ăn hạt thôi. Nhưng mà nếu mà được thì mình nên cho ăn những con này khi mà bạn mới mua cá về. Rồi thỉnh thoảng thì lâu lâu mình cho nó ăn giống như snack thôi, chứ thực sự cái loài brine shrimp này á, thì cái vấn đề dinh dưỡng của nó không có được nhiều chất dinh dưỡng lắm. Lúc đầu mình cũng tưởng là nên cho mấy con cá ăn nhiều, nhưng mà thực sự những con này á, nó chủ yếu là có nhiều chất béo và canxi, tại vì nó là giáp xác mà, thì nó có cái khung xương đó. Thì thực sự những con này nó chỉ có chất béo với lại canxi nhiều thôi, chứ nó không có đạm hay là những cái chất dinh dưỡng khác nhiều, cho nên là mình vẫn nên cho cá ăn hạt với lại cho cá ăn thức ăn lá, chứ không có nên cho ăn, ý là bạn không có dùng cái con này để làm thực phẩm duy nhất. Và cái này thì mình đang nghĩ thôi nha, chứ mình chưa có làm thử cho nên mình không có dám chắc, nhưng mà mình cũng hỏi thử đó. Thì những người mà nuôi cá trạng nguyên á, cũng có những người cho ăn những con này, nhưng mà nó vẫn chỉ là bổ sung thôi, chứ nó không có nhiều đạm giống như là những cái con bọ nước kia. Cho nên là bạn nào mà muốn nuôi thử cá trạng nguyên á, thì cũng có thể cho nó ăn con này. Mình cũng không biết là mình có thể làm thử không, mai mốt có thể mình sẽ làm thử một cái hồ rồi cho mấy con trạng nguyên ăn cái này thôi, để mình xem là nó có thể sống được không. Nhưng mà theo như định nghĩa thì là không đó, mà thôi cứ để từ từ thôi, cái đó thì tính sau. Còn bây giờ đơn giản là những con này thì nó giống như snack vậy, lâu lâu cho cá ăn thì nó cũng thích, giống như là mình nuôi cá thì mình thương nó mà, nó là động vật cưng mà, thú cưng, thì mình chiều nó một tí, cho nên là cho nó ăn những cái con này cũng khá là vui. Nhưng mà khi mà bạn cho ăn thì bạn cẩn thận nha, tại vì thường thì khi mà mua cái này á, cái này thì mình bên Mỹ, còn Việt Nam thì mình không biết là có không, mình nghĩ là chắc cũng có nhưng mà không biết nuôi như thế nào. Mình cũng tưởng là nuôi được, nhưng mà thực sự cái nuôi này nó hơi khó nha. Phải có cái hồ riêng cho nó, rồi phải có cái màng cách ra như thế nào đấy. Tại vì những con này á, những con đực con cái mà lớn á, khi mà nó đẻ trứng ra rồi thành những con nhỏ đó, là mấy con này nó ăn nhau hết, nó không có chừa cái gì hết á. Tại vì nó là cái dòng động vật gọi là cannibalism, có nghĩa là nó ăn thịt được đồng loại luôn. Cho nên là cái này mình nếu mà muốn cấy xong rồi kiểu nuôi nguyên một cái hồ thì nó hơi khó. Và khi mà các bạn cho nó ăn á, các bạn lấy những con này thì bạn cũng lấy nhẹ nhẹ thôi. Đó, mình sẽ dùng cái ống này và mình hút nhẹ nhẹ từ từ thôi. Tại vì cái nước của nó rất là nhiều chất thải nha. Phân của mấy con này nó đầy trong nước rồi đó, mà nó cứ bơi liên tục cho nên là nó khuấy thành những cái dòng nước nhỏ, thì những cái mảng phân nó cũng bay theo trong nước, thì khi mà bạn hút á, chắc chắn là bạn cũng sẽ vô tình hút phân của nó. Thì mình làm nhẹ nhẹ từ từ thôi, đừng có hút mạnh quá. Khi mà bạn thả vô nước thì tự nhiên nó lại đâm ra tăng thêm chất thải thôi, nên là không nên. Thì bây giờ mình sẽ thử một ít nha. Đáng lẽ ngày hôm nay thì là bây giờ đang là ngày 8 đó, thì nó không có phải là ngày cho ăn đâu, nhưng mà tại vì bây giờ ngày hôm nay có mấy con này mới cho nên mình sẽ cho cá ăn thử. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho mấy em cá ăn nha. Các bạn cứ nhỏ từ từ xem nó di chuyển như thế nào đó. Thức ăn sống mà. Nếu mà bạn nhìn kỹ thì thấy khi mà mình đổ cái nước ra đó, bạn thấy nó cũng khá là nhiều chất thải bên trong đó nha. Cho nên mình thả nhẹ nhẹ thôi, mình đừng có, khi mà mình hút từ trong cái hộp á, mình cũng hút từ từ chứ mình đừng có hút mạnh quá. Nó sẽ lên rất là nhiều chất thải thì đâm ra nó lại dơ nước. Ăn sạch sẽ rồi. Rất là nhanh nha. Đó. Cho nên lâu lâu mình cho mấy em Nemo ăn này một chút thôi. Và đặc biệt là giống như nãy mình nói, hồ bạn khi mà mới có cá thì bạn cho mấy con cá ăn những cái này để mà nó quen dần, giống như là giới thiệu thức ăn tươi cho nó, với lại nó cũng thích cái hồ hơn, nó mạnh dạn hơn. Chứ còn mới vô mà cho nó ăn đồ ăn
lá hay là thức ăn hạt thường thì đôi khi có những con nó mà được đánh bắt từ ngoài biển á, nó chưa có quen hồ thì nó lại không chịu ăn, nó cũng hơi khó. Và đặc biệt là cái này con gì cũng ăn được nha, thậm chí là bạn thả vô cho san hô ăn cũng được luôn. Đây, mình sẽ cho thử cho em quỷ đá này. Mình cũng cho mấy em bên này ăn luôn nha. Các bạn để ý khi mà mình đẩy nó ra đó, rất là nhiều chất thải nó bị theo. Thì đó là lý do tại sao mà mình không có muốn ăn cho cá ăn thức ăn tươi sống nhiều như vậy đó. Thứ nhất là nhiều khi nó quá bổ nó cũng không tốt cho cá nữa. Và thứ hai là khi mà mình đổ cái thức ăn xuống như vậy đó, cái lượng mà đạm thừa rồi nó là những cái phần thịt cá tôm này kia mà nó đã bị giống như nó nát ra thành nước rồi đó, thì mình khi mà mình cho nó vào hồ thì cá nó đâu có ăn được. Nhưng mà những cái đấy nó vẫn là đạm thừa, nó vẫn là chất thải, thì nếu mà làm như vậy nhiều quá cái hồ bạn nó sẽ rất là dễ dơ. Mà hồ mình không có xài skimmer, và nếu mà bạn có skimmer thì ok, nhưng mà bởi vì mình đang chơi cái hồ theo hướng là không có xài skimmer đó, cho nên là mình sẽ không có thể nào cho cá ăn thức ăn tươi nhiều được, hoặc là thức ăn đông lạnh. Cái này là chỉ có lâu lâu mới cho thôi, và khi mà cho cũng phải cẩn thận nữa. Và cũng giống như mình nói là tập trước, bây giờ mình sẽ bắt đầu ít update về những tình hình hồ lại. Bình thường thì vẫn cứ mỗi tuần mình ra, nhưng mà bây giờ thì chắc là 2 tuần mình ra, hoặc là bây giờ 4 tuần, coi như là khoảng 1 tháng nữa thì mình mới ra 1 lần. Còn lại thì trong thời gian đó mình sẽ ra bắt đầu những cái video về chia sẻ kiến thức hơn, giống như là những loài cá nào bạn nên nuôi, rồi san hô nào dễ nuôi, các loại rêu trong hồ, rồi các loại sinh vật mà không tốt trong hồ, rồi hồ mà cho newbie thì nên như thế nào đó. Thì hy vọng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ, và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau khi mà hồ được 100 ngày.